Rồi Dương kính chào cả nhà hán. Thì hôm nay Dương đi ngang bệnh viện thì bỗng Dương phát hiện ba hot girl cùng với một chàng trai. Nhìn vô thì thấy quen quen, thì ra đi là em My cùng với các bạn của em ấy cả nhà. Còn đi là Sơn, là anh rể của anh chồng của My. Đó. Rồi bữa nay đi đâu vậy ba? Ba nàng tiên? Đi thăm anh chồng thăm bệnh. Thăm bệnh hả? Thăm bệnh. À. Cho xin phép trò chuyện chút xíu nha. Sơn bệnh bây giờ nữa là nằm viện mấy ngày em? Hơn tuần rồi. 11 ngày rồi. Dâu mà sau đám cưới em bữa lộng đi luôn đó. Rồi tính chừng nào xuất viện em, hay là đợi chừng nào có cô gái nào để ý mới xuất viện? Không có, không để ý thôi. Đừng nói vô bệnh viện để ý bác sĩ nha. Bác sĩ thì là kêu chuyển lên thôi à, không cho đi gì hơn. Hả? Bác sĩ kêu chuyển lên nút trăng đó. Chuyển sóc trăng à? Rồi tình hình bệnh mình này, như thế nào em có thể chia sẻ rõ không? Lúc mà nó mệt rồi, nó đau. Khó chịu người lắm. Khó chịu người đúng không? Ăn cơm ăn có nửa chén rồi, no rồi, nghỉ ăn. Rồi nằm viện mười mấy ngày nay cũng chưa thiên giảm hay sao? Rồi hiện tại là ai đang nuôi bệnh em vậy? Mình lên nè. Mình lên nè. Dạ. Rồi mình nằm viện gì có tốn chi phí gì không em? Không. Không tốn chi phí à? Đợi có người ta nó nghèo á. Nhưng mà tiền ăn uống thì làm sao? Thì tốn tiền mua nước thôi. Mua nước rồi ăn uống? Uống là từ thiện thôi. Ăn cơm từ thiện trong bệnh viện luôn phải không? Dạ. Căng tin từ thiện đúng không? Dạ. Rồi hôm nay đi ra ngoài là có ba nàng tiên lại thăm mình hay sao? Bây giờ độc thân nè, hay bây giờ kiếm cô nào lại nuôi đi. Đặc biệt anh phát hiện thì ở đây có một cô nha. Có một cô cũng đang độc thân đó. Có về em đó không có được. Hay là bữa nay là My dẫn bạn lại tới đây để làm mai cho anh chồng mình. Có đi, sao em đi lấy số kiều đó em lại em không. Anh chồng luôn, gặp cái bà này nó cũng em lại thăm thì chắc tôi lại luôn. Ồ. Cũng quen á. Quen ha. Dạ. Nó hai cũng biết anh chồng em nè, cũng muốn thăm mình. Hai chị quen cũng cho được 200 mấy thì sáng cũng đi thăm, lâu lâu bữa cũng đi thăm hoài đó. Rồi ba nàng tiên bữa nay đi bán vé số có đắt không ba nàng tiên? Em hết sớm rồi, bán hết rồi, cũng 10 giờ hết rồi. 10 giờ hết hả? Dạ. Rồi cho trò chuyện chút xíu rồi hỏi thăm sức khỏe về căn bệnh của em ha. Dạ. Trò chuyện với ba nàng tiên cái đi. Hôm nay thì tới đây thăm bạn của chồng của anh chồng của bạn ha. Rồi cái bên đó thì hôm qua thì Dương có truyền tải lớp một cái clip là em Nhi, Ái Nhi cả nhà. Ái Nhi. Ái Nhi thì đang tiễn chồng đó. Không biết như thế nào mà hôm nay lại thăm Sơn ha. Rồi mình đi lấy giấy số chắc chiều rồi phải không em? Em chưa có lấy, em mới đi đạp ở đây thôi. Rồi để em mua tập dưa hấu quá, em mua cho anh chồng em trái cho chút vô em vô chợ mà. Thấy chị đó hai không về thăm thì thôi, rủ rồi để uống nước luôn. Em dịu chồng quá, nó sợ ta la. Nên quán cho nó thoáng chút. Nên thì ra ngoài quán này cho thoáng. Thoáng chút, cho mình dịu đi một nè. Rồi nhiều khi mình nói chuyện ồn quá người bệnh ta. Người bệnh ta được á. Gì cũng được ha. Rồi Sơn thì đi ra ngoài này thấy thoải mái hay sao? Còn mệt hơn người. Nhưng mà phải đi ra để mà gặp mà em dâu ha. Nãy tổng đảm đang hỏi cái gì đó. Oxy hả? Oxy cái để như bình hơi á. Bình hơi à. Em ngủ ra đây uống nước chút đi gọi họ xách giấu trong an. Mình làm sao làm thì cố gắng giữ sức khỏe cho nó bình phục vậy ha. Thì có gì hết bệnh anh kiếm vợ cho. Làm clip tiện vợ ha. Anh sẽ làm mai em cho em Nhi. Chịu không? Được rồi đó, giờ ai cũng độc thân mà tới với nhau luôn mà hữu hỷ vậy biết cái sự cô độc về đêm khuya. Thôi em nghe giờ gần làm chị dâu em cái nhà em bánh chết rồi. Từ Nhi là em ra ngoài xã hội là em của em phải không My? Nhi á. Nhi kêu thì em mới biết kêu bằng chị. Chị. Mà Nhi là chắc bằng của em. Em có 29 mà. Nhi bằng tuổi mai mốt mình tập thói quen đi, giờ mai mốt mà mình kêu đổi ngược lại đi, kêu Nhi bằng chị đi. Tại vì tương lai thì cũng có thể là chị chồng của mình đó thì sao? Nhi có thấy cái gu này, thấy gu cỡ tuổi Nhi cỡ trẻ là anh nào đó chứ. Anh nào đó hả? À? Anh Trà Vinh đó gì? Em không biết đâu. Rồi sao ngoài hôm qua nghe chọn được cái anh Binh Trà Vinh, anh Trà Vinh này gọi là đại gia vậy, một tháng tới mấy trăm triệu nha em. Dữ. Trời ơi. Ủa vậy anh cái Trà Vinh lên tên gì? Trời ơi, trò chuyện cái cuộc điện thoại là muốn nửa ngày luôn mà không hỏi tên à. Chứ đâu mấy trời. Hôm qua nó cười không à, đâu có hỏi tên đâu.
chết nữa. Ôi đời đó. Qua không biết tên anh chị chứ. Tiễn chồng mà tới có người liên hệ rồi không hỏi tên ta luôn, có nói chuyện cho đã đời cười đã đời xong cũng không biết tên luôn. Trời ơi. Rồi hôm qua là tiễn chồng đó, rồi anh đó là nói là mấy ngày nữa xuống thăm em Nhi. Một tuần nữa hả? À. Có gì anh đó xuống thăm nhớ cho anh hay ha. Có cậu với bụng còn. Nhưng mà nhiều khi người ta thấy cái bụng bự quá, nhiều khi người ta tưởng có bầu người ta cũng hết dám lại luôn em. Lại đi về, không biết là đi sao tính tới tháng đó là bầu bự rồi. Không có bầu luôn mà nó có bầu nó đẻ em chứ biết hai nuôi đứa luôn nữa tháng. Trời, em nếu mà cháu nội với cháu ngoại của em nè. Cháu cái ngoại đó. Thì nghe nói thì bé hai thì nghe nói là căn nhà của em thì hiện tại dột nát hết trơn rồi. Yeah. Bây giờ thì cũng có bạn của anh là Lý Tưng thì cũng vô chia sẻ câu chuyện hoàn cảnh của em rồi phải không? Dạ. Yeah. Nhưng mà hiện tại là đang gom góp số tiền để mà sửa nhà cho em. Nhưng mà còn thiếu đúng không? Em cũng không biết nha, em chưa biết. Em không biết gì. Tại vì anh xem trên clip của Lý Tưng đó thì nghe nói là đang còn thiếu tiền để mà sửa nhà cho em đó. Em nghe nói là đủ rồi đó, em cũng biết. Đủ rồi phải không? Dạ. Ở cái nhà thì hiện tại thì em My đang sửa nhà, em bé hai đang sửa nhà cái nhà ha. Thì nghe nói là còn thiếu kinh phí sửa nhà đó. Thì nếu cô chú anh chị khán giả nào có xem clip được clip thấy về tính cách của bé hai thì yêu quý mến á, thì muốn giúp đỡ thì cứ liên hệ ha. Số điện thoại có thể để dưới phần mô tả video đó nha. Rồi hôm nay thì tới đây cũng sẵn tiện thì Sơn cũng nhập viện rồi, thì cũng đang thiếu kinh phí nữa cả nhà. Đó thì hôm nay thì tới đây là bất ngờ thấy ba chị em, ba nàng tiên. Đó, ba nàng tiên. Nhưng mà Sơn chắc gặp Sơn bây giờ chắc gặp em Nhi chắc cũng hết bệnh rồi. Bây giờ mình Nhi nói Nhi mà. Lộn đúng rồi lộn. Bây giờ dạ bộ mình quấy lại 180 độ thôi, mình quấy lại vì sao cái nè. Trong mặt không ạ? Bây giờ mình nhìn thẳng luôn đi. Đó chút xíu là đi vô trỏng đi, thấy mặt cũng xanh xanh kìa. Mua dưa hấu cho anh chồng hả? Nhi hồi cổng này má mà cho anh chồng sống dài chứ kìa, má mới vô cổng con vô cổng bảo vệ con vô ta tưởng quái chặt. Không em Nhi dễ thương mà. Nếu trở thành chị chồng thì thấy cũng ok à. Thôi ăn em không chịu. Không, chị nào đó con Nhi nó vô người ta tưởng nó la hét. Em vô ấy cho. Để cái đầu nó bự cho mình. Bự cho mình nữa ha. Thôi bây giờ là tiền mình có tiền để mà mình làm chuyện mình giống như mình mua đồ ăn thức uống gì không em? Em giấu miếng sống còn 50. Em sáng nay còn 50. Còn mấy chục hả? Sáng nay còn 50. Mà hiện tại là hết tiền là My thì đi bán vé số có tiền cho anh chồng không? Em gửi cho 150 ngàn mà 200 ngàn đâu có chồng lên nữa. Là có ăn thì mua ăn đi, mua mất hết tiền nói tôi có gì tôi cho nhiêu trong lúc sáng vô gửi lên 50 ngàn mua gì ăn. Tại em không có tiền em muốn bán không có được tiền đâu. Kệ đi anh chồng mình có gì mình giúp được em giúp. Gì cũng được thôi ha. Có gì cũng khá là quý rồi chứ giờ Sơn thì nằm viện mình lên là có ai lo đâu, thì có em chồng ấy em dâu lo cũng được rồi, nói lộn hoài cái em chồng hoài luôn á, có sao nói lộn có lộn. Cái nhà thôi cô đừng có vô bệnh viện mà bác cô gái này thấy ha, cô áo vàng đẹp quá ha. Cô áo vàng thì đang tuyển chồng, còn cô áo đen hiện tại thì đang đổi nghề từ dây chai sang bán vé số, thì dẫn đầu về cái bộ môn gọi là kỹ thuật số, về gọi là vé số đó. Đứng đầu là em My, có biệt tài là bà chùm tính toán, đúng em My? Em hả, nói chung là phải tính thôi anh, thì mình buôn bán có cái đồng vô mình thấy ăn xài tiền mà cái đồng tiền sau đó chứ muốn xài sau đâu có được, không có căn bản được. Đúng rồi, thì em thì bây giờ thì cô bác ấy đặt việc cho anh em là bà chùm tính toán đó. Nghe nói là sinh viên mà đại học Washington tính còn thua em đúng không? Em không biết chữ, em biết này hay lắm. Đúng rồi đó.
ở cái nhà. Hay ngoài tính toán ra thì em có thêm một cái tính, đó là tính siêu tiết kiệm nữa. Bữa hổm mà đi vô siêu thị mà vô cái lựa cái siêu thị đồng giá 10-19k. Trời ơi. Màu ha, mới thầy biết liền đó ơi. Mới đi giấc sáng thì mà mua đồ mình đúng cần thì mới mua. À. Không đúng không có mua. Rồi sáng đi vô cái shop đồng giá mua được cái gì nè? Em mua cái bớt cho chồng em có đi làm á, được tiền hay được giấy tờ. Ờ. Với mua cái bình bông để chứng minh cái bàn giữa đó. Ờ. Mua cái gì quên rồi ta. Mua. Mua. Trời ơi, đi vô siêu thị mua có 3 món hả? Bởi vì hay không? Vì mấy cái đồ đó trong nhà cũng có rồi. Đúng rồi. Không có cần thiết mình mua, không có tiền nữa. Đúng rồi. Bởi vì hay mới nói là em là bà con đặc biệt danh là bà chùm tính toán và kim thêm là siêu tiết kiệm là đúng rồi đó. Có gì sai không? Đúng ha. Giờ chồng em hồi nãy điện cho em tôi hỏi coi anh chồng khỏe không? À, anh nhận đi bắt ốc cho dịch ăn xong rồi lời lượt ốc thì mơi luôn nha. Thường cứ vô mà quay cái món mà ốc có cần gì đó. Ừ. Cảm ơn, dạ. Luôn. Thì hôm nay của bác cũng trong đợi cũng có nhiều đó. Có nhiều đó phải không? Hôm nào hay rảnh rảnh hay anh cũng vô ăn ké ha. Vô đi anh em vô trước thôi. Ừ. Thì có vô không kìa cô? Sao cười tủng tỉm hoài ha? Hôm qua em, có em có em cầm công ngoại. Cái đầu đó, hiện tại là bộ ba này là đi bán giấy số đâu à. Còn phải nói là bây giờ là địa bàn là sập sàn luôn cái nhà. Nói chung là hiện tại là không ai bán lại luôn. Biết thì quá làm quá trời. Mệt cái gì? Thôi bây giờ là vô nghỉ ngơi đi ha. Vô nghỉ ngơi đi. Bây giờ không vô đi. Đó cái nhà. Đó ba nàng tiên thì đó vậy đó. Nên đâu dám vô bệnh viện đâu cái nhà. À, phải ở ngoài quán vô bệnh viện thì các bệnh nhân đâu chịu nổi. Nên Sơn phải chạy ra ngoài ha. Đó. Hay à. Vỏ sách đẹp đẹp mấy anh hai. Chính mình cưng mà sợ cưng nhiều. Đồ mình chính ca vỏ đẹp đẹp mà chị. Rồi. Với ba cái kẹo khóc này ngoài đó thì nó là đâu. Mà quên hỏi nè. Bé hai hiện tại là còn chồng không hay là đang độc thân? Em ở vậy em chưa suy nghĩ ai đâu. Chưa suy nghĩ ai hết trơn hả? Chưa chấm dứt rồi chưa. Em chưa có chỉ là có chấm dứt chứ người ta chồng cũ chưa. Chưa, bởi vì hồi họ vậy mà người ta đâu có dám nhào nhào vô. Đúng rồi. Cô chấm dứt cô trên clip này cô nói chuyện với cô chú nghe rồi em đã chấm dứt luôn rồi đi đi. Rồi tao biết tao mấy đường tao làm ai được. Cái cô nói chừng sợ có chuyện này chuyện nào ai dám làm ai. Đúng rồi. Nhưng mà trước mắt thì em Nhi đây ha. Em Nhi thì đang chờ đợi anh bên Trà Vinh. Bây giờ giới thiệu cho cô gái Đài Loan đi. Đó, nhưng mà nói chuyện nửa ngày bây giờ không nhớ tên. Chết luôn rồi. Ở cái nhà. Thì Sơn thì hồi nãy thì cũng thấy mệt mỏi thì Sơn đi vô bệnh viện là tiếp tục ở nhà Hà đang thở oxy trong bệnh viện cái nhà. Em mổ một hồi chích thuốc nhẹ. Thì hôm nay thì chỉ còn ba nàng tiên. Cô nói cô khoái anh tên Trà Vinh có gàng mà cô nói gì cô? Mổ một hồi là hôm qua chích thuốc mê nhiều quá. Hôm nay thì cũng sẵn tiện hồi nãy chạy ngang đó thì có chia sẻ về video về ba nàng tiên lại thăm anh chồng của My hát. Hay nhưng mà sẵn tiện đi thì cũng thông báo cho bé hai có một anh chàng đẹp trai cũng muốn trò chuyện với bé hai á. Bé hai chịu trò chuyện không? Này nói chuyện bình thường giống như một người bạn thôi chứ chủ yếu người ta quý mến thôi chứ không phải là người ta điện thoại lại người ta là muốn giống như là làm quen những gì, nói chung là làm quen làm bạn thôi. Yêu quý người ta muốn trò chuyện thôi. Vậy hát này chút xíu em trò chuyện với anh trai đó một chút ha. Rồi. Chịu không? Tôi phải đổi thuốc cái kho rồi. Rồi My nè, hôm qua là bé em Nhi nói là nếu mà có đám cưới á, có gặp được anh Trà Vinh á, yeah. Thì sẽ tổ chức đám cưới thì lúc đó sẽ phải nhờ em làm dâu phụ của em. Không sao vậy? Thôi em làm dâu phụ. Làm đi. Tổ nghiệp em. Ủa gì sao muốn đào hết được. Đầu nè bới chú này nè đẹp dễ thương á. Anh đó là một tháng thu nhập là hình như là mấy trăm chai đó. Thiệt á. Nếu làm tụi cô dâu đàng hoàng như này tươi má. Dắt cô đi phúc mở bụng nè. Đúng rồi. Mấy trăm chai. Nhiều khi mai mốt mà anh đó có thể là mở đại lý giấy số cho em Nhi luôn à. Ủa giờ làm chủ anh hết trơn. Là làm chủ hai em đó. Có bầu má ơi. Em đạp cái bụng nó mất tiêu quá trời. Chị với ta có bầu mà. Trời ơi, có bầu mà tiễn chồng hả? Dạ. Em có bầu mà em tiễn chồng em Nhi. Em có bầu luôn anh. Em chơi kỳ vậy. Em có bầu đó. Nó giả bộ đó, giả bộ là nó có bầu đó. Bởi vì mấy ông Trà Vinh không biết hôm qua không nè. Nghe có bầu của ông Trà Vinh ông chạy luôn nha.
bé chị ống không điện luôn á chị ơi. Cái bột á bự. Trời ơi. Hết tiền không biết tao tên gì. Cứ thay thôi. Tội nghiệp quá à. Ôi, thật ra tôi đứng tôi nghe cậu nói chuyện gian động hết trơn thì cái mẫu mình thờ. Chắc cái anh nó chắc cũng trẻ rồi nghe. Xuống. Anh đó ba mấy à, ba mấy bốn mấy à. Thấy mặt anh này chưa? Ờ, không biết nữa, hôm qua hai người. Chưa thấy mặt phải không? Anh cũng chưa thấy mặt luôn á. Rồi cái này cô vô cái gặp tôi nó gọi. Nàng tiên cá la. Cái này la hát hả? Chết rồi. Chết rồi. Cái chuyện coi la hát la đó. Sao mà giờ kỹ như dẫn trong cái la hát trong một tiếng nó còn vô không? Hai em cứ gắn ghẹo mà nhiều khi đại gia thiệt một cái một cái gia đó. Người ta cho tiền em Nhi đi Thái Lan một cái một là đẹp như còn hơn hoa hậu nha. Có đi rằng ngực nè, có đi cái tóc mà. Nhiều khi thiệt á rồi sao rồi nhiều khi có tiền á em Nhi đi qua Thái Lan chỉ cần một năm hai năm về thôi là hai em quảng hồn đó. Tao rút ra mà xe xe giống tôi gì nè, nó gì gạo bay đâu. Cái là hán nha. Mày để gì mất hiểm chỗ. Cái là hán. Cái là hán bạn danh luôn mẹ rồi đi. Thấy mi không? Thấy mi không? Thấy bà siêu tính toán không? Bà bán một thời gian bà có đôi bông đeo rồi đó. Đó, hai em cũng phải cố gắng tính toán giống như em mi nha. Mua vàng trắng á. Bạch kim hả? Mắc tiền hơn đó nữa đó. Trời ơi. Mắc hơn đó nữa, bà lại có 50 ngàn. 50 ngàn. Bà mốt rồi kêu ai không có thường con đi á, đi kiếm tiền cho em đi lấy sách xuân cổ. Cổ con Nghiên gì hoài nghĩ chi trời. Mày có hai chị nè. Nghiên quá à. Hay là đội tóc giả lên. Nó nặng quá, nó lì ra cổ rồi. Rồi nó quen rồi, nó đói rồi. Cái tóc này không biết mình đội gì á, nhiều khi mình có quen mới đầu quá. Tóc quen. Xạo luôn á. Vậy em gọi anh. Ừ. Bây giờ sáng là đi đội đi bán sớm nè phải không? Bữa chiều bây giờ bà ta bà nằm bà ngủ xíu bà đậu đi nữa rồi nó đâu có được rồi nghỉ ngơi đâu. Gỡ cái đầu hoài vậy đó, không có được quá, tôi nghĩ đeo hoài vậy đó. Giống Hà Thiên mà đội cái gì như cái gì em tới giờ đó. Giống kim cô hả? Ừ đó. Em có bà ngoại mà bộ phim phim Tài Thiên đó, bà ngoại đó đi. Trẻ trẻ không? Mới mua vé số em à? Em đội vô cầm mua. Ờ, không đội người ta không có mua. Dạ. Mới tóc sắc xạo. Bố có mặt đầm nữa kìa. Cô mặt đầm ống như này mà cầm ao dây ống ngực, cô đen lòng hồng vậy đó. Chị cầm mua nha. Vậy được. Chứ ta bây giờ ta quen mấy anh ta Vinh lên bển, ta phải là bách cúp lên vậy đó. Trời ơi. Ở lại đi. Đó, nó cãi tôi đi. Mình làm cũng lợi rồi má. Mình bây giờ mình lớn tuổi mình già, trời cũng... Ngoại ơi. Ở cái nhà. Thôi vậy hai chị em chúc mừng cho em. Chúc mừng nha. Đây là bộ ba gọt vô là gì ở cái nhà hang. Mà nghe nói như đội làm đám cưới là phải có hai cô giáo phụ. Ờ hai giáo phụ. Thôi cô tao cũng có. Hai cô luôn mới chịu tôi không chịu đâu à. Thôi cho chị nè. Thôi tôi không có chịu đâu, tôi bấm rồi rồi tôi đi mới chịu ai thương tôi. Chị mà chị làm. Tôi chưa có chồng nữa. Tôi làm có lần ai làm hai lần. Ờ cô kìa. Tôi có chồng rồi bà. Ăn thủ trường rồi. Dâu phụ đó. Chị làm phải chịu không có chị lấy chồng luôn. Nhưng mà anh nghe đồn là ai mà làm dâu phụ là trong vòng vài tháng sau là cũng sẽ có đám cưới đó. Đúng rồi, chị chịu làm đi. Chưa mà, chị chưa chịu. Làm cho em đi. Chị không, cưng nè, cưng là em Út ở đây nè. Chưa có đám cưới trước người ta. Trời ơi, bây giờ chưa gặp mặt anh Trà Vinh nữa, bây giờ là em Nhi đã tính nữa cả nhà. Trời ơi. Rồi bây giờ là mất liên lạc luôn hả? Bây giờ các anh không biết cái anh hình dung nó điện thoại với tự nhiên nha. Nhưng mà nói thiệt nha, nhiều khi hồi mới đầu là nói chuyện điện thoại, nhiều khi đâu có thấy hình hài đâu. À, tới bây nhiều khi tụi anh đăng clip lên, nhiều khi thấy nhan sắc thật của em, nhiều khi anh sợ. Nhan sắc đó. Nên là bây giờ là mất liên lạc luôn. Bạch bạch vú á trời, đừng có ấy là đàng hoàng cái vú mình là đàng hoàng giới thiệu với chú trẻ. Cứ rồi. Chạy thăm đó gì nó bị gì không trời luôn chị em mình không có đội sớm á. Ừ, để muốn chết nữa. Ừ, nhưng mà cho hỏi nè, từ khi mà ba đứa em mà đi hành nghề cùng nhau là bán vé số đó thì có học hỏi từ em My không?
Không, em không, không có. Bé hai là tại vì em rủ có đi bán thôi. Rủ có bán hả? Nhưng mà bé hai cũng có cái tài, cũng giống như có kinh nghiệm buôn bán là... Cái người ta bán dây chai đó. Bán dây chai. Cũng giao tiếp nhiều, đúng rồi. Tiếp xúc cũng nhiều, chị cũng quen biết nhiều con hộ. Còn em Nhi chắc cũng phải học từ hai chị ra đúng không? Em Út mà. Em Út ha. Đứng trước trong của nhưng mà em Út, nhưng mà tướng em là bự nhất đó nha. Bé hai qua lên biết rồi là chị em là song song. Trời ơi. Đi với chị em ta, em có dính nhiều trong đầu. Thôi cô đừng nói làm tới với chồng cô không nghe cô. Mời tôi đi làm găng đây rồi bắt đầu bả đây nè. Chồng tôi nói sao mà con đi anh muốn ối. Rồi. Sao bị kỳ vậy anh, ông Sơn nói kỳ vậy trời. Ừ. Bây giờ là ba cô, hai cô đang, một cô có chồng ha, còn hai cô chưa có chồng cả nhà. Đó. Nên bây giờ em My bây giờ là rất là tự tin, bây giờ mình đã có chồng rồi, còn hai em này chưa có chồng. Có anh nào mà xem được clip này thì thấy Thủ Duyên và nhân sắc với tiệc trần của bé hai và em Nhi, có thể liên hệ Dương ha. Dương sẽ làm cầu nối kết duyên cho hai em đó. Em bây giờ là chỉ là lúc có lâu đi buôn bán kiếm tiền. Ừ, mà quên hỏi nữa, nãy giờ trò chuyện cũng lâu rồi. Thì hai em ta mấy giờ mới đi lấy vé số? Chút với em đi lấy. Số rồi mới lấy. Ồ, lấy luôn. Số nó là 3 giờ là lấy rồi. Ừ. 3 giờ mà này hút rồi. Rồi có khi nào mình lấy xong rồi mình đi bán liền luôn không? Có. Bán luôn. Bán luôn. Bán liền luôn anh. Bán liền luôn rồi tao, tối mấy giờ mình mới về nhà. 8 giờ mới về. Bán chút về luôn. Em thì lấy số bán về về 5 giờ mấy là bán 100 giờ đó. Rồi hiện tại kỷ lục 3 người mình là ai là người bán vé số nhiều nhất nè? My vẫn là My à? Bà chùm tính toán hả? Rồi ai đứng thứ hai? Chị nhỏ này là em bán ít rồi. Ồ, em bán 100 vé à. 100 vé, còn em Nhi bán ngày nhiêu tờ? 120 tờ. Ờ. Rồi My ngày bán được nhiêu tờ My? Em hả? Ờ. Trăm ngoài nè, số ít trăm ngoài có số nhiều bán hay mấy 300. Đâu có, bữa hôm nghe nói bán tới 1000 tờ mà. 200-300 số nhiều, ơi. Ừ, bữa nay bán được nhiêu? Sáng nay bán 155 tấn. 155 tấm hả? À, hết trước không biết là nhiều lắm. Trời ơi, nghe nói là em nhiều khi em bán 100 vé chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ là hết phải không? Dạ đúng rồi, em đạp đi chiều nhiều khi 100 mấy cũng có. Trời ơi, có bí quyết gì không chị em Nhi hoặc là chị bé hai? Bé hai là bán thu nhập thấp nhất kìa. Bé hai bán cũng được nhiều. Bán 100 mà. Bán 100 mà bán khoảng bao nhiêu? 8 tiếng? Giờ là em về. Khi sáng em ra là bà còn ít cái bán tiếp về sớm. Ồ, khoảng mấy giờ mình ra bán vậy? Dạ. Khoảng mấy giờ mình ra bán? À, bây giờ em có xe, chiếc xe em bây giờ em đi sớm. Ừ. 6 giờ mấy em đi vậy? 10 giờ mấy về vậy? Ồ. Vậy là kỷ lục mấy? Bé hai hay 100 tờ bán trong vòng 2 tiếng ha. Dạ. Còn em Nhi? Em 1 giờ mới hết hả? À? Bao nhiêu tờ? 120 tờ. Nói chung là kỷ lục tốc độ không quá quả tiện giống như là em My ha, nhưng mà có một cái là mình kiên trì mình bán được thời gian dài nó thôi cho nó hết luôn. Đó. Thôi hay trò chuyện như đi thôi thì để cho ba em thì còn có thời gian đi lấy giấy số cả nhà ha. Thôi cũng chia sẻ với em như đi thôi. Bán mấy cái quán nhậu làm về luôn ạ. Không có đi bán đi bằng hôm lắm. Thôi thì Dương cũng xin khép video tại đây, hẹn gặp cô chú anh chị khán giả trong clip tiếp theo về ba cô gái này ha cả nhà.